Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim ở Ohio. Hello hello, tôi đã trở lại rồi đây. Xin chào mọi người. Mọi người có đoán được là cô Kim đang ở đâu không? Đang chờ xe tới mà đói bụng quá, còn có mỗi cái xúc xích thì làm gì, ăn thôi. Đang trên xe như vậy thì chắc là đi du lịch rồi. Vâng, hôm nay sẽ là vlog đi du lịch cùng với cô Kim. Lên trên xe thấy gì cũng lạ hết mọi người, lâu rồi không được đi du lịch á. Hello, hello. Tới phút này thì tôi bị say xe quá nên phải tranh thủ đi ngủ, mai tôi review tiếp nha. Tới nơi rồi, Đà Lạt quê hương của tôi, hi hi. Đi Đà Lạt nhiều đến nỗi mà ai cũng tưởng Đà Lạt là quê của mình thiệt luôn á mọi người. Bị hào hứng quá nên cái gì cũng quay hết á. Con gà đẹp cũng quay nữa, xàm ghê luôn. Ui, chị tôi. Lâu lắm rồi mới gặp, đây là người chị sẽ cô mang mình ở trên Đà Lạt lần này nè. Chị sửa yêu dấu. Chờ chị tôi 10 năm không gặp à. Hello mọi người, tôi đang ở Mala. Một cái địa điểm rất là hot luôn nha. Đây là tiệm cà phê mà phong cách Maroc. Rất là tự hào tại vì cái tiệm cà phê này là của các anh chị bạn mình mở đó. Các bạn nào lên Đà Lạt thì sẽ biết cái tiệm này. Ủa, hello Phương. Hello, trời ơi, lâu quá không gặp. Trong đây là có khu để mướn đồ cho bạn nào hết sống ảo. Đồ xịn lắm nha mọi người. Nếu là bạn nào mà đi lên đây mà quên đem đồ thì có thể lấy trong đây đủ thứ đồ ăn chơi hết, chắc chắn là sống ảo banh xác. Có phụ kiện nữa nè nha, phụ kiện hết sức sờ, tại vì mấy chị này bán phụ kiện nè. Em có xài gì? Chuẩn bị xài mấy cái dao này không? Dạ không, em chỉ xài dao này thôi. Nếu là nhìn mấy này, bạn này biết cũ, mình đang chuẩn bị nấu cái gì không? Vâng, hôm nay cô Kim sẽ nấu món là mì ý sốt kem. Lần đầu tiên có trải nghiệm lên Đà Lạt mà mình được nấu ăn. Mình được nấu ăn hay là mình bị nấu ăn? Kiểu cảm giác có một cái gian bếp ở Đà Lạt á, thích quá. Dạ. Không, mà đây là lần đầu tiên em lên Đà Lạt mà em kiểu nấu ăn á. Lần đầu tiên luôn. Ừ, thiệt á. Chứ là lên Đà Lạt toàn đi ăn không à. Em lên đúng, tại vì đợt này em lên đúng chỗ. Đúng thời điểm. Đúng cái ổ rồi, đúng ngày, đúng tháng, đúng năm của em rồi.
Em không có người thân đây nhiều vậy. Ừ, kìa. Mà mẹ em cứ hỏi kiểu ủa mày lên đó rồi mày đi mình rồi sao này kia, không có người thân. Ủa, lên má biết luôn hả? Dạ biết. Lúc đầu em tính không nói rồi mà mẹ em hỏi. Lỡ tay cắt cái mái hơi gái nhật ông ta. Bấm rồi. Oh yeah. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ thì cô Kim sẽ bắt tay sau khi đã chuẩn bị xong những cái nguyên vật liệu cần thiết rồi. Thì cái món này cũng khá là đơn giản. Phần rồi. Sao cũng đàng hoàng quá nè, nhưng mà vô cái thau cái nồi thôi. Được. Trời. Nhìn cái phần nơi mình của ta đây. Mình sẽ xào hành cho nó thơm đàng hoàng. Anh hay là những người xung quanh anh ngớp kìa. Đây là thành quả của cô Kim. Ủa mọi người ngon không mọi người? Ngon. Kiểu gì nè, ngon không mọi người? Ngon. Ngon.